Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp. Và có lẽ sự nhỏ hẹp ấy lại thôi thúc nhiều người tìm về với những yêu dấu bao la. Quê nhà một góc nhớ mênh mông, ngôi nhà nhỏ cuốn từng bước chân mọi lứa tuổi quay về. Nhà đơn sơ, giản dị chẳng có gì mà chan chứa cả quê hương. Quê hương màu nhiệm của Tam Bảo, quê hương ngọt ngào tiếng Việt Nam. Kính thưa quý vị, lại thêm một ngôi chùa nữa đã được thành lập ở tại Virginia, tu viện Đạo Viên. Chùa được dựng lên bởi thầy Thích Viên Ngộ, là tác giả của cuốn sách Hạnh Phúc Tùy Cách Nhìn. Vào tháng 11 năm 2016 thì chùa chính thức đi vào hoạt động với diện mạo là một ngôi nhà nhỏ, gần gũi thân thiện với mọi người. Tuy nhiên rằng là dù nhỏ mà ở bên trong thì đầm ấm tình cảm và có rất là nhiều hoạt động tu tập ý nghĩa dành cho quý vị Phật tử gần xa. Mặc dù là có nhiều khó khăn bởi vì chùa cũng mới được hình thành trong vòng một năm trở lại đây thôi, nhưng mà thầy trụ trì cũng như là tất cả quý vị Phật tử cũng đã cố gắng chung tay nhau để xây dựng một điểm tựa tâm linh ở nơi này. Hoạt động tu tập ở chùa thì diễn ra vào mỗi tối thứ 6, ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2017 thì chùa cũng có tổ chức lễ Vu Lan cho quý vị Phật tử gần xa đến tham dự. Về chùa như là về nhà vậy, gặp gỡ mọi người trong tình thân và cùng nhau làm những việc rất giản dị nhưng mang nhiều giá trị trong cuộc sống. Đó là cùng nấu bữa cơm đầm ấm ngọt ngào, rồi cùng quay quần bên thầy để thưởng thức hương vị rất thanh đạm, mộc mạc từ những rau củ quả. No lòng, ấm dạ, sảng khoái tinh thần để bắt đầu tiếp sức cho những giây phút thực hành pháp lạc. Vu Lan năm nay, tu viện Đạo Viên ngậm ngùi cúi đầu tiễn biệt sư ông Thượng Quan Hạ Đạo, viện chủ chùa Phước Viên, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, là thầy tổ của thầy Thích Viên Ngộ, đã đi về cõi Phật vào ngày 6 tháng 9 năm 2017, trụ thế 77 năm, hạ lạp 52 năm. Nơi đất khách xa xôi, đạo tràng của tu viện Đạo Viên hướng về quê cha đất tổ, cùng dâng lời nguyện cầu lên giác linh hòa thượng. Quay quần bên thầy, đại chúng cùng tĩnh tâm thiền định, theo dõi hơi thở để thấy và hiểu sâu. Sự sống mênh mông này coi vậy mà được quyết định bởi hơi thở rất mong manh. Vì vậy nên trân trọng giây phút được hít vào, thở ra. Trạng thái trong lành, buông nhẹ những phiền lo trong cuộc sống. Trong không gian nhỏ này, ngoài việc lắng tâm thiền định, tiếng kinh trong ngày sum họp lễ Vu Lan báo hiếu đã vang vọng bao trùm cả không gian. Dĩ nhiên, không phải riêng ngày này, những người con mới có thể cung kính hoài niệm ơn sâu dày của mẹ cha. Bởi sự hiếu đạo là tinh thần thể hiện luôn luôn, thường nhật. Tuy nhiên, đây là dịp quan trọng để hội tụ năng lượng an lành từ thập phương. Do vậy, đến chùa trong những ngày lễ quan trọng này là duyên lành gieo nhận pháp lạc cho chính bản thân cùng những người quyến thuộc. Kính thưa quý vị, sau một ngày dài làm việc căng thẳng và mệt mỏi thì cần lắm khoảng thời gian chúng ta lắng động trong tiếng kệ câu kinh cũng như là hòa mình vào thiên nhiên để có thể cảm nhận những giá trị sống hiện hữu quanh mình, chiêm nghiệm những lời Phật dạy, áp dụng những lời đó để giúp cho cuộc đời của mình có được sự an lạc, hạnh phúc bền lâu. Và tu viện Đạo Viên sẽ là một nơi tràn đầy tình yêu thương, ấm áp suối nguồn từ bi bao la của Tam Bảo sẵn sàng chờ đón tất cả quý vị và các bạn cùng đến. Về đây ta sống bên
sâu khi cuộc đời có bao lâu. Phật Chúa ta biết bao nhiêu, tim ta tha thiết những điều nghìn xưa chân lý cao siêu. Như vòng tay hiền hòa đón chờ, từng góc cảnh dung dị nhẹ nhàng mang đến bài học lắng động cho tâm hồn nhân thế. Điều ác xin chớ làm, duyên lành xin gắn gieo, nội tâm giữ an nhiên, cầu Thiên Thế Tôn dạy. Chăm chú và đón nhận từng lời pháp nhủ của các bậc tôn túc hiển hiện trong từng ánh mắt khát khao của quý Phật tử. Tuy ngôi nhà nhỏ không đủ chỗ, có vị phải ngồi len ra cả phía ngoài ở khu vực bếp, nhưng điều ấy không làm gián đoạn tâm cầu đạo trong mỗi người. Đức Phật ngài dạy cho phần không có độ thì cha mẹ phải lo tròn dự hiệu, mà muốn lo tròn dự hiệu thì hiểu phải đủ 5 điều. Hiểu là dưỡng, hiểu dưỡng. Cái chữ dưỡng đây nó mang ý nghĩa bao hàm, như các cháu đấy cùng nhỏ là phải ngoan ngoãn, học hành cho chăm chỉ, về nhà làm những cái việc nhỏ nhặt trong gia đình để cha mẹ về đỡ vất vả, thì đó là biết dưỡng cha mẹ. Rồi để khi lớn lên 17-18 tuổi, sức cảnh mạnh vai, thay cha mình, thay mẹ mình mà gánh vác những công việc nặng nhọc để cho cha mình đỡ vất vả, cho mẹ mình đỡ vất vả, đó là dưỡng. Rồi để khi cha mẹ mình 70-80 tuổi thì tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà lo cho cha mẹ từng miệng ăn thức uống, áo quần mùng màng tùy theo thời tiết nóng lạnh bốn mùa, chạy thầy lo thủ trong khi cha mẹ ổn đau bình hoàng, đó gọi là hiểu dưỡng. Nhìn về quá khứ với bao đời tổ tiên hiện hữu ở trong ta, nhìn về tương lai ta và bao đời tổ tiên trải dài vô tận, vì vậy biết ơn và đền ơn là tri thức đi vào lẽ sống của cuộc đời. Sau thời giảng pháp của Hòa thượng Thích Minh Điền, căn phòng nhỏ lắng động theo những bông hoa cài lên ngực áo. Vu Lan giữa khí trời se lạnh, hoài niệm khôn xiết ơn sâu dày của tổ tiên, dân tộc, của cha mẹ, thầy tổ và của biết bao con người đã nâng từng bước chân ta hiện hữu giữa đời. Những buổi văn nghệ quay quần bên nhau thế này là một trong những nét dễ thương của tu viện đạo viên mà khi tham gia ai cũng sẽ thấy ấm. Có tiếng đàn guitar sâu lắng, có giọng hát ngọt tình của cây nhà lá chùa làm cho không khí đạo vị thêm dâng tràn, khắc chặt yêu thương. Mẹ ngồi giúp con đong đưa vòng qua đầu gành lại trời mưa tuôn, lại trời mưa tuôn cho đất sợi bên hát mầm vun lên. Mẹ ngồi giúp con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình. Thank you.
tình cha mang như vầng thái dương. Ngọn ngào như dòng nước suối đầu nguồn, xuống đời vì có gian nan, ân tình đong sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù. Giữa những người hận thù, ta sống không hận thù. Niềm an vui vẫn luôn có thần, như bước đơn thân đàm xưa cả. Giàn đời thôi người đừng đánh mất, cố tâm đi tìm mình bóng đâu xa. Cố tâm đi tìm mình bóng đâu xa. Phần quán ta ở nơi ta bà, khi muốn ăn nhớ niềm Di Đà. Và vì ta làm điều nhân ái, thấy y như là phần ơn trong ta. Thấy y như là phần ơn trong ta. Người ta qua bao nhiêu phố phường, chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao gian sao mưa vắng, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dân ta nhau phiền, xa nếu mê dặn lời dặn tài. Làm thân tâm hơn sau tê tái, quay trở về bờ giáng an vui. Quyến quay trở về bờ giáng an vui. Quyến quay trở về bờ giáng an vui. Quyến quay trở về bờ giáng an vui. Đạo đức cố gắng ngày vun xới, cho nhau tình sâu, góp êm ấm cho đời.